Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Kỹ năng âm đét. Video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách nối thân trước với thân sau sau khi chúng ta đã đan được một cái khoảng cách như mong muốn, là cái số mũi trên mỗi phần nó đạt yêu cầu theo số đo của các bạn, thì chúng ta sẽ dừng lại và thực hiện nối thân. Ở những cái sản phẩm mà chúng ta đang họa tiết trơn hoặc không có họa tiết thì cái việc tăng mũi ở cái phần nách và việc tính toán cái số mũi nó sẽ đơn giản ha. Chúng ta có thể tăng thoải mái mà không phải tính toán nhiều. Riêng ở cái phần khi mà các bạn đang họa tiết á, thì khi chúng ta nối hai thân trước với thân sau lại á, thì các bạn phải tính toán được cái số mũi luôn luôn ở cái số mũi tròn, để việc tạo họa tiết giữa họa tiết bạn thân với họa tiết lưới này á, nó cân xứng với nhau ha. Ví dụ như ở đây khi mình đang đến cái mình đạt đến cái độ dài cần thiết á, là ở đây mình đang được khoảng 9 cái họa tiết vạn thần ha. Thì mình đạt cái độ dài ở tay là khoảng tầm 24 đến 25 cm là mình có thể nối lại được rồi ha. Và ở đây khi mà mình nối á, thì cái số mũi mình đang hiện tại trên kim nó sẽ ở cái dòng 71. Tức là chúng ta sẽ tiến hành vạn thần lần thứ 9. Vạn thần cái họa tiết thứ 9, thì lúc này trên kim chúng ta sẽ có thân trước bên phải chúng ta khoảng tầm 59 mũi. Và khi chúng ta vạn thần á, là chúng ta tăng thêm một mũi, chúng ta được 59 mũi ở đây, ở trên cái phần thân trước bên phải ha. Sau tới phần thai tay thì chúng ta sẽ đạt cái số mũi là 88 mũi. Và cái phần thân sau chúng ta đạt là 120 mũi. Và tương tự tay trái cũng là 88 mũi, và thân trước bên trái cũng là 59 mũi. Và trước khi chúng ta đang nối thân trước với thân sau thì các bạn phải tính cái số mũi lẻ ở cái phần nách này ha. Sau khi mình sẽ đang vặn thần, mình đang một đoạn mình vặn thần xong và mình sẽ tăng một mũi ở đây, thì cái số mũi ở đây chúng ta sẽ tính nè. Đây là cái 4 mũi vặn thần nè, tới 6 mũi họa tiết lưới nè, 2, 4, 6. Và ở đây chúng ta sẽ có, sau khi chúng ta đang tăng thêm một mũi thì chúng ta sẽ có 2 mũi lẻ. Thì cái phần hai mũi lẻ này chúng ta phải kết nối với lại cái phần bên đây ha. Ở đây cũng sẽ có ba mũi lẻ nè. Ở đây chúng ta sẽ có 4 mũi vặn thần nè. Thì tiếp theo sẽ là mũi lưới 6 mũi. Thì khi chúng ta sẽ có một mũi tăng thêm, đây là 3 mũi lẻ. Như vậy thì sẽ thiếu 3 mũi để có được cái họa tiết lưới. Là ở đây chúng ta sẽ thêm 3 mũi ha. Và tiếp theo, ở đây là đang họa tiết lưới thì tiếp theo phải là vặn thần. Thì ở đây đã có 2 mũi rồi thì chúng ta sẽ tăng thêm 2 mũi nữa. Như vậy thì tổng cái số mũi sau khi chúng ta đang vặn thần xong và đang một cái mặt trái, chúng ta sẽ đi vào nối và tăng mũi. Bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết ha. Và mình sẽ bắt đầu ở cái phần vặn thần cuối cùng ha. Thì cái vặn thần cuối cùng này á, là chúng ta đang bình thường thôi. Chúng ta cũng vừa vặn thần và vừa tăng mũi ha. Ở tất cả 4 điểm, 4 góc chúng ta tăng mũi bình thường ha. Ở đây mình cũng sẽ đang cái phần vừa đang vừa tạo họa tiết nha các anh chị. Ở đây mình vẫn tạo họa tiết nè. Ở đây họa tiết bên lưới ha. Thì ở họa tiết lưới này mình sẽ làm ở đây 6 mũi họa tiết lưới. Và chúng ta vặn thần. Chúng ta vặn thần bình thường. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ đi họa tiết lưới nữa ha. Các bạn vặn thần đi ha, tới cái phần mà góc thứ nhất mình sẽ quay trở lại nhé. Và tiếp theo mình sẽ đang tới cái đoạn mà ở cái phần nách áo tăng mũi ha. Thì ở đây chúng ta đang đan 6 mũi họa tiết lưới, thì mình sẽ đan bình thường ha. Đây là phần họa tiết lưới ở cái phần gần cái điểm mà chúng ta tăng ha. Và đây mình sẽ tăng một mũi, nó sẽ có một mũi dư nè, một mũi tạo họa tiết này là phần họa tiết của vặn thần ha. Đây là mũi thứ hai. Như vậy thì chúng ta sẽ có 2 mũi lẻ ở đây nè. Khi mà chúng ta
đan cái mặt trái. Sau khi chúng ta vặn thừng xong hết, chúng ta sẽ tiến hành đan ở mặt trái, và sau đó chúng ta sẽ quay lại mặt phải và bắt đầu đan. Đan bình thường cho đến khi tới cái phần nách này chúng ta sẽ thực hiện nối. Đó, lúc đấy thì chúng ta sẽ phải tính cái số mũi này ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục nha. Mình sẽ tiếp tục cái phần mà vặn thừng cho hết cái vòng này đi ha. Ở tất cả các điểm chúng ta đều tăng mũi bình thường nha các anh chị. Và lúc này chúng ta sẽ có cái số mũi lẻ chính xác ha. Mũi lẻ chốt lại trước khi chúng ta sẽ tính. Chốt xong cái mũi lẻ này chúng ta sẽ tính cái số mũi phải tăng thêm làm sao cho tổng số mũi phải tròn chẵn chục ha. Và ở đây chúng ta đang tới cái phần họa tiết lưới 2, 4, 6 và ở đây nè. Ở đây nè, chúng ta vẫn đang K ở cái lần trước và lần này chúng ta phải đang B ha. Đang B, 2B và tăng mũi. Giảm mũi. Ở đây đang 6, 6 cái họa tiết nè. 6 mũi họa tiết lưới. Và tới cái phần vặn thừng ha. Tiếp tục vặn thừng. Chúng ta vặn thừng bình thường nha các anh chị. Chúng ta thực hiện hết cái dòng này đi. Rồi sau đó mình sẽ đan cái phần mặt trái. Đan hết cái mặt trái quay trở lại mặt phải chúng ta mới bắt đầu thực hiện ha. Và tiếp theo chúng ta sẽ đan hết cái phần tay áo và đến cái điểm góc tăng mũi ha. Thì ở đây chúng ta sẽ có 6 mũi nè. Chúng ta đang có 6 mũi và 6 mũi cho cái họa tiết lưới. Thì mình sẽ đan cái họa tiết bình thường ha và tăng thêm một mũi. Đây là 6. Ở đây mình đã đan K nè, bây giờ mình phải chuyển về thành mũi B ha cho nó đúng cái họa tiết của mình. Và tăng thêm một mũi, đây là cái mũi dư nè. Cái mũi dư ha cho cái phần tay. Khi mà chúng ta thực hiện chuyển qua phần tay chúng ta sẽ tính cái phần mũi dư đó. Và cái phần này, và lưu ý là hai cái mũi góc này nè nó sẽ nằm ở cái phần tay luôn nhé. Khi chúng ta nối á, chúng ta nối từ cái điểm này chứ không phải nối từ điểm này nhé. Cái tất cả hai mũi này nó sẽ nằm ở phần tay hết. Chúng ta sẽ nối cái điểm cuối cùng này thôi nhé. Và chúng ta cũng tăng mũi ở phần góc. Chúng ta tiếp tục tính cái số mũi bị thừa ha. Ở đây chúng ta có 4 mũi vặn thừng nè. Đây, và thực hiện vặn thừng luôn ha. Và chúng ta tăng thêm một mũi với hai cái mũi này nữa. Mũi này mình đã chuyển sang thành mũi B nè, cho cái mũi họa tiết lưới. Từ mũi K chuyển sang mũi B đấy, cho cái phần họa tiết lưới luôn ha. Và ở đây chúng ta sẽ vặn thừng 4 mũi. Đây, chúng ta sẽ vẫn vặn thừng 4 cái mũi mới này. Là họa tiết mà chúng ta tăng dần đó. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ có 3 mũi dư nè. 3 mũi dư thì lúc mà chúng ta nối lại chúng ta sẽ tăng thêm cho nó so, tức là chúng ta kết nối với bên đây và chúng ta tăng mũi cho nó phù hợp để cái họa tiết mình cứ một vặn thừng và một lưới ha. Rồi như vậy thì mình sẽ tiếp tục đan cho hết cái dòng này, hết cái phần vặn thừng này, và quay trở lại, mình sẽ quay trở lại để hướng dẫn tiếp nha. Và tiếp theo, sau khi mình đã hoàn tất cái phần đan vặn thừng và tăng mũi ở những cái dòng cuối cùng ha. Đây là dòng thứ 71 ha. Dòng thứ 71 của cái sản phẩm mình đan. Và mình sẽ thực hiện đan định hình ở cái phần mặt trái nè. Ở cái mặt trái thì mình chỉ đan định hình thôi. Sau khi một cái dòng mà mình đan họa tiết á, thì mình sẽ thực hiện đan định hình cái phần họa tiết của mình lại ha. Thì cái dòng này thì là dòng chẵn á, mình sẽ không có hướng dẫn cái dòng này đâu nhé. Mình chỉ dọn hướng dẫn những cái dòng họa tiết thôi. Đây là những cái dòng ví dụ như chúng ta gặp B, chúng ta đang B, gặp K, chúng ta đang K thôi. Đây là những cái mũi mà chúng ta giảm nè, tăng nè. Đây là 6 mũi của cái phần mà 6 mũi của cái phần họa tiết lưới và tới 4 mũi của phần vặn thừng ở mặt trái, nó sẽ là mũi B hết 4 mũi. Cứ như vậy chúng ta làm nhé. Chúng ta đan hết mình rồi, chúng ta đan hết cái phần này về cái đầu, quay trở lại cái mặt phải. Lúc đó chúng ta sẽ tiến hành thực hiện nối nha. Và ở đây chúng ta sẽ đan ở những cái mũi cuối cùng ở mặt trái ha của sản phẩm. Để chúng ta quay lại cái mặt phải để tiến hành cái việc tính toán số tăng mũi và nối nối thân trước thân sau nhé.
Rồi, như vậy là chúng ta kết thúc cái phần mặt trái ha. Đang mặt trái, đang định hình mặt trái. Và chúng ta quay lại cái mặt phải. Chúng ta thực hiện, quay lại mặt phải, chúng ta thực hiện đang cái dòng thứ 73 nha. Chúng ta đang dòng thứ 73 và thực hiện nối, nối thân với lại, nối thân trước thân sau luôn ha. Bây giờ chúng ta đi vào đang cái phần họa tiết, vừa đang họa tiết luôn nha. Chúng ta vẫn đang bình thường cái phần họa tiết của chúng ta. Ở đây, ở bên phải rồi, bây giờ chúng ta sẽ đang ở phần bên trái ha. Tăng bộ bên trái nè. Bốn bộ phận thường chúng ta đang bình thường. Sáu mũi lưới. Giảm xong chúng ta tăng. Rồi, ở cái phần này chúng ta sẽ tới hai cái mũi thừa, hai cái mũi lẻ nè. Là chúng ta đang ở họa tiết lưới, như vậy thì ở đây phải là họa tiết vặn thừng ha. Thì bây giờ chúng ta đang hai mũi K và chúng ta bỏ cái này ra ha. Và tiếp theo là chúng ta sẽ dời hết tất cả những cái mũi ở trên tay ra một cái len chờ để chúng ta tiến hành nối ở bên kia nhé. Các bạn chuẩn bị kim và len nhé. Để chúng ta dời mũi ha. Và mình sẽ sử dụng một cái len ở ngoài để chúng ta dời mũi. Các bạn lưu ý khi dời mũi nè, chúng ta sẽ dời cả hai cái mũi ở gốc và các mũi ở tay ra ha. Và đến lúc này thì chúng ta không cần phải để cái kim giấu nữa, chúng ta lấy ra hết và dời mũi ha. Các anh chị dời hết mũi, kim trời giúp mình nha. Ở đây chúng ta bỏ kim đánh dấu ra ha, lấy hai mũi ở góc luôn ha, bỏ kim đánh dấu ra. Rồi xong, như vậy là chúng ta đã dời xong các phần tất cả những mũi ở trên tay ra một cái sợi len chờ ha. Chúng ta làm dấu, chúng ta khóa lại ha. Để đây khi chúng ta đang thân xong, mình sẽ đang hướng dẫn cái phần tay ha. Phần tay cũng đơn giản thôi, là vấn đề mình cho những bạn nào cần ha. Rồi tiếp theo là mình sẽ đan cái phần nối ha. Trước khi đan nối, mình sẽ tính cái số mũi mà mình cần phải tăng nè. Ở đây chúng ta sẽ có nè 6 mũi họa tiết, và bây giờ phải có mũi vặn thừng. Thì ở đây chúng ta chỉ có 2 mũi thôi, ở đây mình sẽ tăng thêm 2 mũi nữa nè, còn 2 mũi vặn thừng ha. Cho nên mình sẽ tăng 2 mũi vặn thừng để cho đủ 4 mũi. 1 2 đấy, đó là 4 mũi vặn thừng nha. Ở đây các bạn lưu ý nè, ở đây là chúng ta đã 4 mũi vặn thừng, ở đây là 6 mũi, sẽ tiếp tục là 6 mũi của cái phần họa tiết lưới. Như vậy ở đây 2 thì ở đây phải tăng thêm 3 nữa. 1 2 3 3. Như vậy là chúng ta chỉ tăng 5 mũi ở phần gốc thôi ha. Chúng ta đã tăng 5 mũi ở phần gốc.
Và như vậy chúng ta sẽ tiến hành nối lại với nhau. Đó. Như vậy lúc này thì chúng ta sẽ có cái số mũi tròn. Trường hợp các bạn muốn cái tay này rộng hơn, thoải mái hơn, đấy, cái phần tay chúng ta cũng khá rộng rồi nhé, khá là rộng rồi ấy, cho nên mình sẽ không tăng nhiều hơn nữa nha. Đó, cái phần thân của mình cũng tương đối là đạt gần 100 rồi, 95 gần 100 rồi, cho nên mình sẽ không tăng nhiều hơn nữa. Và ở đây mình sẽ tiếp tục mình đan cái phần này ha. Ở đây chúng ta sẽ có 3 nè, 2 nè, 2, 4, 6, ở đây là 3 mũi nè ha. 3 mũi này thì chúng ta sẽ có mũi này là mũi K, còn 2 mũi này sẽ là mũi B nha. Đấy, đang đúng rồi, sau đó chúng ta vẫn đang bóng K bình thường. Rồi, mình đang bóng K bình thường ha. Tiếp tục đang qua phần thân sau. Ở phần thân sau chúng ta vẫn tạo họa tiết nha, đây. Nhầm ha. Họa tiết bên đây, chúng ta họa tiết lưới bình thường. Tiếp tục ha. Cứ như vậy chúng ta đang hết cái phần thân sau nhé, đang hết cái phần thân sau và mình quay trở lại nhé. Và tiếp theo mình sẽ quay tới cái phần thân áo phần kế tiếp ha, cái tay áo kế tiếp thì chúng ở đây chúng ta có 4 mũi bằng thường và ở đây là mình có 3 mũi tương tự như bên kia thôi. Chúng ta sẽ có 3 mũi đây là 3 mũi của họa tiết lưới ha. Bây giờ chúng ta sẽ thêm 3 mũi nè. 1, 2, 3, 3. Và chúng ta dời cái phần tay ra kim ha. Ở đây chúng ta dời cái phần này ra kim giùm mình ha. Và tiếp theo sau khi chúng ta tạo thêm 3 mũi ở cái phần bên tay phải ha, thì ở đây chúng ta sẽ tính nè, ở đây sẽ có, ở đây là phần bản thân, ở đây là phần, và tiếp theo ở đây mình sau khi đã thêm 3 mũi ở cái phần họa tiết lưới thì ở đây chúng ta sẽ có 2 mũi lẻ nè, trước sau 6 mũi họa tiết lưới chúng ta sẽ có 2 mũi lẻ của bản thân, thì ở đây chúng ta sẽ thêm 2 mũi luôn ha. Như vậy là bên đây cũng tổng cộng là chúng ta thêm 5 mũi và hai bên tăng cân xứng với nhau ha. Đó, khi chúng ta thêm hai mũi hai bên cân xứng như vậy có nghĩa là chúng ta đã đan, chúng ta tăng mũi đúng rồi đấy ha, chúng ta không có bị dư bị thiếu gì, hai bên nó phải cân xứng với nhau hết nha mấy anh chị. Nếu mà các bạn không cân xứng thì rất là khó. Và ở đây nè, 6 mũi, ở đây mình sẽ có 2 mũi bằng thân. Mình ở đây mình đi 6 mũi. Rồi, bây giờ mình đang họa tiết luôn nha. Tiếp tục đang họa tiết như bình thường ha. Mũi, tiết, mũi. Tiếp tục đang họa tiết. Rồi, chúng ta đang quay về trở lại đầu nha. Và ở đây chúng ta đã hoàn tất cái phần mà tăng mũi ha, ráp thân trước thân sau. Và bây giờ chúng ta sẽ quay lại mặt trái để chúng ta đan ha. Ở cái phần này mình muốn hướng dẫn cho mọi người đan ở phần mặt trái, bởi vì á khi chúng ta đan chúng ta sẽ gặp những cái mũi tạo họa tiết này thì chúng ta nên đan thế nào ha. Ở đây bây giờ mình sẽ hướng dẫn luôn ở cái phần mặt trái. Thì đan cái phần mặt trái này thì ở những cái phần đầu á thì chúng ta không có gì khó khăn hết ha. Quan trọng là cái phần nách áo mà chúng ta tăng mũi mới đó, chúng ta phải đan đúng đó, để cho nó họa tiết nó đẹp thôi. Đây, mình vẫn đan ha, mình đan mặt trái này ha, chúng ta đan mũi đó. Rồi,
Bây giờ chúng ta đang tới cái phần mà chúng ta tăng mũi nha. Và gần cái tới, mình sẽ đang vào cái phần mà gần tới luôn ha. Đây là cái phần mà chúng ta sẽ có bốn mũi. Thần thần ở mặt trái sẽ là bốn mũi B nè. Sau đó sẽ tới 6 mũi họa tiết lưới thì gồm có hai mũi K nè. Hai mũi B nè. Rồi, tiếp tục là hai mũi K. Đó, là 6 mũi lưới nè. Và bây giờ chúng ta tới những cái mũi lẻ và mũi tăng thì chắc chắn sau 6 mũi lưới phải là 4 mũi B là mũi vặn thừ nha. Đây, hai mũi nè. Và ở đây chúng ta đang làm mũi thêm nè. Và sẽ đang 2B nữa là 4 mũi. Cẩn thận nha anh chị. Đây. 2 nữa, 2B. Đó là chúng ta có 4 mũi vặn thừ. Rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ có 6 mũi họa tiết lưới. Thì ở đây nó sẽ có 2 mũi K nè. Cái mũi này sẽ là 2 mũi K. Chúng ta mới đang ở đây. Ở đây phải đang mũi K nha. Chúng ta chỉnh lại để đang mũi K. 1, 2, 1 mũi K. Tiếp tục. 2 mũi K. Đó, hai mũi K và tiếp theo là hai mũi B nha. Hai mũi B trong cái 6 mũi đó. Hai mũi B. Hai mũi B. Và cuối cùng là hai mũi K lại qua bên kia. Đây, đây là chúng ta có 6 tiết lưới của 6 và chúng ta lại tiếp tục đang như bình thường nhé. Và sang cái phần nắp bên kia chúng ta cũng đang tương tự nha các anh chị. Bây giờ mình đang hết cái phần mặt sau lưng ha. Và quay lại tiếp cái phần này nữa. Và tiếp theo chúng ta sẽ quay sang đang tới cái phần đắp ở bên kia ha. Chúng ta vừa mới hoàn thành 4 mũi vặn thừ và bây giờ chúng ta sẽ đi vào đang 6 mũi họa tiết lưới ha. Thì gồm 2B 2K 2B nè. Và đây cái mũi thêm là chúng ta là 2B và tiếp theo sẽ là 2K nha. À, 2K là chúng ta hoàn tất là 6 mũi. Cái phần 6 mũi của cái phần họa tiết lưới. Cái phần tăng thêm ha. Cái mũi này rất là nhỏ cho nên chúng ta lấy đang hơi là khó ha. Mũi này. Rồi, 2 mũi. 2 mũi K và bây giờ sẽ là 4 mũi B nè, 4 mũi vặn thừ ha. Đây chúng ta đang mũi B. Mới đang 2K rồi, đang 2B. Rồi nó mũi lên. Đây chúng ta đang 2 mũi B. Tất cả là 4 mũi B nha. 2B của cái thằng tăng thêm nè. Vậy là tổng số mũi mà chúng ta tăng 2B là mũi B 5. Là 10 mũi ha. Là họa tiết tròn luôn ấy. Và ở đây nữa chúng ta sẽ là hai mũi B ha, hai mũi B. Đây là hai mũi thừa là hai mũi dư ra này. Đấy. Và bây giờ là chúng ta đang vào họa tiết, đang vào họa tiết, đang vào cái phần họa tiết lưới này. Rồi. Xong. Vậy là chúng ta đang hết đây ha, đang hết tới đây mình sẽ quay trở lại mình hướng dẫn tiếp. Và chúng ta đã đang hết cái phần mặt trái ha. Phần mặt trái sau khi tăng mũi. Đây. Chúng ta sẽ chuyển sang cái phần mặt phải tiếp tục ha. Thì cái phần đây của họa tiết này là cái phần này mình sẽ thêm một dòng nữa cho mọi người nhìn thấy cho rõ nha. Rồi, ở đây mình đi lại mặt phải nha. Ở đây mình đã đi tới cái dòng, ở đây mình sẽ đang tiếp cái dòng 79 nha. 77 ha. Thì mình vẫn đang họa tiết luôn ha. Ở đây chúng ta sẽ tăng lên giảm mũi bên phải, mũi bên trái. Rồi.
chúng ta đang tới cái phần lót áo nha. Và tiếp theo mình sẽ tới gần cái vị trí của phần tăng mũi ha. Ở đây mình tăng mũi, giảm mũi nè. Hai mũi. Rồi tiếp theo là bốn cái mũi bình thường nha. Chúng ta phải tăng mũi nè, ở đây giảm phải nè, ta phải thực hiện bình thường nha. Rồi 2B, vậy là xong cái 6 mũi. 6 mũi họa tiết lưới, 4 mũi họa tiết bạn thường, rồi cái phần lắc áo ha. Và tiếp theo như vậy là các bạn thấy nè, chúng ta có sự cân xứng nè, không có sự chênh lệch hết nha, nó sẽ liền hết với nhau. Cứ thật bạn thường lưới như vậy, ở đây nó cũng sẽ tương đồng luôn, nó kéo xuống dưới. Và khi mà chúng ta thực hiện, chúng ta đang xuống phía dưới thì nó sẽ thống nhất cái họa tiết xong. Thì chúng ta sẽ đang tới cái phần lai áo, mình sẽ quay trở lại hướng dẫn cho mọi người. Và tiếp theo sẽ là cái phần mà cái phần tay ha. Và cuối cùng mình sẽ hướng dẫn cái phần cổ ha. Video hôm nay á, tới đây mình xin phép được kết thúc và hẹn mọi người ở những video kế tiếp. Để ủng hộ mình, các anh chị các bạn có thể đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video clip của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại ở những video kế tiếp.